Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ làm một cái video mà cần thiết nhất và những cái điều hữu ích nhất cho các bạn mà đam mê về cây mai ha, để mà mình có được những cái kiến thức cơ bản để mình chơi mai nha các bạn ha, để mình không bị hao tâm tổn sức nhiều ha, tiền của nhiều về cây mai. Rồi, mình sẽ đi nói sơ về ha. Thì bạn biết đó, trước tiên mình sẽ trả lời cho những các bạn mà hỏi cây mai của các bạn mà nụ nó còn xanh đó, mà sao nó vẫn chỗ bông sớm ha. Thì đây mình có cái cây mai này nó chỗ dài ba bông ha. Thì lý do mà chỗ bông sớm trong cái tháng 11 này nè các bạn, hai bên đầu tháng 11 rồi ha. Mình thấy cây mai nụ nó cũng rất là to ha, có nụ to, nụ nhỏ, nó có đều. Thì lý do quan trọng nhất mà cây mai của các bạn mà nụ xanh còn nhỏ mà vẫn chỗ là vì á, các bạn thứ nhất á, là các bạn tưới chập chờn không đủ nước nha các bạn, cây nó bị xấu sốc và sốc nước đó các bạn. Thứ hai á, là các bạn bón phân không có đúng nha các bạn, bón phân không đúng ở đây là bạn bón những cái phân như là cái phân có cái thường có cái lượng mà đạm cao ha, và cái lượng mà kích rễ hormone sinh trưởng đó các bạn ha, thì nó sẽ là nở cây mai của các bạn nha các bạn, cho dù nụ của bạn còn non nha các bạn. Hoặc là bạn bón nó phân đúng, nhưng mà đúng cái loại phân nhưng mà cái liều lượng quá cao nha các bạn. Mình nói đơn giản, ví dụ như cái cây này là cái cây hoành nó khoảng 35 nè các bạn ha, chậu này chạy chạy ra chậu 6 ha, sang năm mình sẽ ép chậu, chậu này tương đối là chậu bự nha các bạn. Đất chất trồng rất là mịn ha, khoảng 3-4 năm thì mình chưa thai nè ha, mình thấy mình rất là không được siêng các bạn ha. Thì bạn biết á, như vậy thì cái cây mà hoành như thế này, chậu như thế này, hoành 35 chậu, chậu 6 như thế này, thì thí dụ như thời điểm này bạn bón cho cây mai này phân viên, thì bạn bón nếu mà không pha nước tưới mà giải viên các bạn, thì các bạn giải cho mình khoảng là 2 gram các bạn, đến 3 gram ha, 2 đến 3 gram thôi, thấy cái lượng rất ít. Thì muỗng cà phê đá là 5 gram là mình thấy giải rất ít ha, giải 2 gram thôi đó. Còn nhiều bạn không biết pha nước tưới, pha cũng liều lượng là 1 gram cho một lít nước, ví dụ thùng B 20 lít nước, bạn cũng pha 20 gram vô đó, nhưng mà khi bạn tưới cho cái cây mai nè, bạn lưu ý khi mà pha nước phải tưới cái lượng ít là hơn là cái bón viên nha bạn. Tại vì bón viên khi mà bạn bón viên á, thì bạn tưới nước vô á, bạn bón xong bạn tưới nước vô á, thì cái cây mai nó tan cái viên phân ra, tan từ từ. Còn khi mà bạn ngâm phân rồi á, cái phân viên nó bạn đem đi ngâm và bạn tưới vô đây á, thì cái cây nó sẽ hút trọn vẹn nha các bạn, bạn lưu ý điều đó. Bây giờ khi mà pha nước tưới là phải giảm cái liều lượng hơn là bón viên nha các bạn. Thì mình nói ví dụ như cây này mà là bón 2 gram ha, bạn pha nước tưới là 1 gram trong lít nước, thùng B 20 lít nước bạn tưới cho cái cây này là bao nhiêu, 4 lít nước là bạn thấy nó 4 gram mà, thấy chưa ha, bạn thấy sai chỗ đó chưa ha, bạn sai cái vấn đề đó ha, pha không đúng, pha cho đúng đi nhưng mà tưới sai ha. Thì ví dụ như cái chậu này mình nói là bạn tưới khoảng 2 lít đến 2 lít rưỡi thôi ha. Có nhiều bạn nói cứ cãi với mình là cứ tưới nhiều á thì nó cũng chảy ra lỗ thoát nước à, sai lầm chỗ đó nha các bạn. Tưới vô là cái cây cái lông rễ đông tơ nó hút phân liền, và đồng thời những cái chất trồng mình trong đó nó có những cái nguyên tố này nó giữ nguyên tố kia ha, nó giữ phân lại đó, và đồng thời là những cái chất mùn nó giữ phân càng nhiều nữa, chất mùn có trong phân hữu cơ hoặc là chất trồng á, nó giữ phân còn nhiều nữa các bạn ha, bạn sai lầm chỗ đó ha. Đó là vấn đề các bạn cần lưu ý tại sao cây mai của các bạn nụ nhỏ mà nó vẫn chỗ bông sớm là như vậy đó các bạn ha. Và đặc biệt cây mai bạn để ngoài nắng quá nhiều thì nó cũng sẽ chỗ bông sớm các bạn. Cây mai để ngoài nắng quá nhiều ha, nắng nhất là nắng chiều á, để nắng cái nơi nắng chiều quá nhiều hoặc là gần những cái chỗ mà phản chiếu ánh sáng như là to nào đó nóng ha. Rồi vấn đề nữa mình cũng đã nói rất là nhiều về cái cây mai ha, cái loại mai mình nói là lúc mới thành lập kênh luôn các bạn ha. Thì các bạn biết á, là mình nói rồi cái cây mai ghép tứ quý, đây mình có cây mai ghép tứ quý nè, cây mai tứ quý ghép á, gốc tứ quý ha, ghép mai vàng vô, đây là ghép giả Thủ Đức nè. Cái cây này là ghép khoảng trên 30 năm nha các bạn, khoảng 30 năm hay không trên ha, trên dưới 30 năm gì đó mình không nhớ, nhớ không rõ. Tại vì khi mà cái cây này á là người ta ghép sẵn ha, mình mua về cách đây khoảng 20 năm các bạn, 20 hai mấy năm gì rồi ha. Thì mà khi mình mua về là cái ghép người ta đã lớn rồi ha, thì bạn thấy tuổi thọ nó rất là cao ha. Mà khi mà
Cái nhược điểm của mai ghép tứ quý nè, tứ quý ghép nè, là thứ nhất là khi mình ghép vô cái thân này nó không lớn nữa, nó chậm lớn, nó không lớn nữa, và đồng thời cái những cái dấu ghép này là nó sẽ phù, nó chỉ có nhược điểm như vậy thôi. Còn ngoài ra nó ưu điểm thắng thắng bứt tất cả các loại cây mai vàng hoặc mai vàng ghép hết các bạn ha. Mình đã nói là cây này á, cây mai tứ quý ghép này nè, nó sẽ mạnh hơn cây mai vàng zin luôn các bạn ha, nó rất là mạnh. Đây cái nó cho bông sai nè ha, khó chỗ bậy nè, ít sâu bệnh ha. Thí dụ cho một vườn bạn trồng mai và mai vàng ghép đi, giờ mai zin đi, giờ mai tứ quý ghép này nè, thì bạn thấy cái cây mai mà vàng ghép nó bị sâu bệnh rất là nặng, nặng nhất tại vì nó yếu nhất. Thứ hai kế đến là cái cây mai zin ha, còn kế tiếp theo là cái mai tứ quý ghép này nè, ít sâu bệnh đó các bạn ha, sâu bệnh nó không thể nào tấn công được. Ví dụ như mình nó sâu bệnh nó tấn công vào cây mai vàng ghép á, thì nó tấn công vào là 10 phần, còn cây mai mà zin á, vàng zin á, thì nó tấn công vào khoảng là 7 phần, còn cây mai ghép tứ quý này nó tấn công vào khoảng 2 phần thôi các bạn ha, sâu bệnh nó khó tấn công vô, và đặc biệt mình thấy nó cho nụ rất là sai nha các bạn ha. Trồng cây mai tứ quý ghép này nè, cho nụ rất là sai và ít nở bậy, ít sâu bệnh ha. Và đặc biệt khi mà chân trong nhà, chân tết trong nhà đem ra sau tết ha, cái trường hợp mà si sau tết đó, nó rất là hiếm, hình như là không có luôn các bạn. Còn cây mai vàng ghép á, bạn đem vô chân tết á, chân mà chân kiểu chân lâu, chân trong nhà mát đem ra ha, rồi mình phục hồi cây sau tết á, xả tàn phục hồi cây sau tết á, thì cây mai vàng ghép á, 10 cây nó si khoảng 5 đến 6 cây ha các bạn ha. Còn cây mai zin á thì nó si khoảng là 3-4 cây. Nói cái vấn đề mà chân tết trong chân tết trong nhà mà lâu nha các bạn ha, chân nơi mát á. Còn cái mai tứ quý ghép hình như là không luôn các bạn ha, cho dù bằng chân tết trong nhà nó khoảng 10 ngày 15 ngày luôn nữa, đem ra cây mai nó yếu đó, thì nó hơi yếu đúc trúc đó, nhưng mà nó sẽ phục hồi rồi rất là nhanh. Rồi tới đây mình sẽ cho bạn xem cái cây phôi ha của tứ quý ha, bạn thấy nè, cho bạn coi xem cây này trước đi ha. Cây này thì bạn thấy nè, hồi lúc mình mua phôi về á, là cái nhựa mà nó đơm trên cái dấu mặt cắt nè ha, mặt cắt nè, bạn thấy rất là ít ha. Thì bạn biết là phôi mạnh yếu là căn cứ vào cái sự đơm nhựa ha, đơm nhựa lên cái mặt cắt này nè. Cây mà đơm nhựa nhiều thì cái cây nó mạnh ha, bạn thấy cái cây này là nó đơm nhựa cũng không có mạnh ha nha các bạn ha. Thì mình nói là cái cây này lúc mà người ta bứng á, nó có lá non trò non nha các bạn, nên khi bứng về thành phôi á thì cây nó yếu hay mạnh là do cái số lượng lá non trò non á rất là nhiều á. Cây mà lá non trò non càng nhiều thì cây đem về nó càng yếu. Các bạn thử xem là những cái kênh, những cái clip đầu tay của mình á ha, đầu tiên của mình là mình đã nói rất là nhiều về vấn đề này nha các bạn ha. Đó, bạn thấy cây này nó đơm nhựa rất là ít ha, nhưng mà khi mà mình trồng phôi lại thì qua thời gian nó sức sống nó sẽ mạnh lên dần dần nè, bạn thấy ha. Ha, bây giờ nó tùm ha, cây này là ghép là rất ok. Rồi thôi mà nói thêm cái vấn đề mà muốn ghép được cây mai á, thì những cái cây mai lúc nó đang ra lá non này nè ha, thì bạn ghép rất là ok, rất là ngon đó, nó sung tùm ha. Rồi cắt ghép. Rồi cái vấn đề nữa cho bạn xem cái cây phôi này ha. Cái cây phôi nãy hoành nó 45 nha các bạn, là cây phôi này hoành nó 50 nè. Các bạn thấy cho bạn xem cây phôi này là hình như cái mặt cắt nó không có đơm luôn các bạn, nó không có đơm nhựa luôn nè, bạn thấy nè, mặt cắt nó không có đơm nhựa luôn ha, là cái cây phôi này rất là yếu ha. Là bạn thấy là cái cây này hình như là nó tới 4-5 tháng nó chịu đâm một cái tược nhỏ mà, và nó đâm lá nhuyễn nè, bạn thấy nè, cái tược này nhánh này là lúc đầu là lá nhuyễn nè, bạn thấy nè ha, là lá nhuyễn nè, đâm ra lá nhuyễn ha đó. Và trong quá trình chăm sóc từ từ lá nó bự lên và nó khỏe lại nè ha. Nếu mà cây mai vàng á thì bị cái trường hợp mà không có kéo nhựa lên mà cắt như thế này mà đâm yếu như thế này nè là nó chết luôn nha các bạn ha, ha nó chết luôn ha. Cây này hồi đó nó xảy ra hiện tượng đen đọt như thế này rất là nhiều nha các bạn, đen đọt như này là nó thiếu nhựa nha các bạn ha. Cây nó bên đây nãy nói á, là nó mới đầu nó cũng tâm yếu xìu và nó đen đọt như hoài nè ha, nhưng mà không ngờ nó khỏe là được như vậy. Còn nếu mà cây mai vàng mà nó bị đen đọt như thế này á, cây phôi mai vàng á, nó về nó đâm bị đen đọt như thế này á, là khả năng nó sẽ chết, nó xì luôn các bạn ha. Thì bạn thấy cây tứ quý thì nó sức sống nó rất là mạnh ha, bạn thấy sức sống nó rất là mạnh ha, bạn thấy nha ha, trên đầu nó không có đâm luôn, lúc đầu nó không có đâm mục nào luôn các bạn ha, nó đâm được có một nhánh hai nhánh gì nè, mà nó ra lá nhuyễn nè, bạn thấy nha, lá nhuyễn nè, mà bây giờ lá nó to nó bự rồi ha. Khả năng thì cái cây mai tứ quý nó sung như vậy đó các bạn ha, cho bạn xem cây tứ quý này luôn. Cây tứ quý này thì
tương đối là khi mình đem về. Đó, bạn thấy ha, cái phôi này về mình vô phôi mình ghép liền các bạn ha, khi mà nó đơm nhựa lên cái mình ghép liền ha, vậy mà nó còn da lá me đó bạn thấy ha. Thì vấn đề mà cái phôi mà đem về ghép liền á thì khả năng là xác suất là năm 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 thua các bạn. Phiên các bạn là khi mà đem cái phôi về muốn ghép thì để trồng nó lên mạnh khỏe đi bạn ha, nó tùm đi và ghép thì khi đó bộ rễ nó sẽ, rễ cám nó sẽ hình thành rồi, khi mình ghép nó ít có bị lá me và ít bị chạy hơn các bạn ha. Cái phôi đem về là ghép là năm ăn năm thua các bạn ha. Không ngờ đối với gốc tứ quý thì nó sẽ phục hồi là được nè, chứ nếu mà gốc mai vàng thì nó sẽ không phục hồi lại đâu các bạn ha. Mình thấy mình trồng thả nè, còn cái gốc bên đây cũng vậy nè ha, ghép đem về, đem cái phôi về ghép luôn các bạn ha, thì cũng năm ăn năm thua là hơn là cái nó sẽ phát triển mạnh mẽ nè ha, này nó phát triển mạnh mẽ nè, nhưng mà nó cũng không được mạnh lúc lắm, lúc giai đoạn đầu nên mình cũng thả nó luôn, sau này mình sẽ xả tàn và uống lại. Mình thấy mình có làm cái video mà nói về cây mai mai ghép liền ha, nó ra lá me nè ha bạn thấy nha, thì cho bạn xem lại cái khoa cái trồng thả nè ha, bạn thấy bây giờ nó sẽ mập cành nó giáo nè ha, cành nó mập hết giáo nè, lá nó bự ha, thấy ha. Có nhiều bạn cứ ham ghép vô dầu cái uống liền hoặc là xả tỉa liền ha bạn ha, thì nếu mà cây nó yếu thì nó sẽ bị suy luôn các bạn ha, trường hợp đó. Bởi vì người những cây mai mà thường người ta mới ghép á thì ta thấy cây nào mà mạnh á, mạnh nó yếu khi mà ghép vô nó biết liền các bạn ha, thì người ta sẽ mới cắt tỉa uống, còn cái cây mai mà trung bình với là yếu thì người ta sẽ trồng thả như thế này luôn nha các bạn ha, để cho cây nó sung lại, nó có rễ cám, tại vì cây phôi về là cái rễ cám ít lắm, chưa có già nhỉ cháu. Rồi vấn đề nữa là mình nói đối với những cây mai nụ nhỏ ha, thì mình có làm những cái video nè các bạn xem cái cây mai này ha, cây mai này thì nó đang ra lá non ha, bạn thấy nụ nó còn nhỏ ha, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình con tỉa cho nó thúc những cái cành này vô các bạn ha, mình cứ tỉa đi các bạn ha, đó thúc là như cho mình vậy đó, thì mục đích thúc như vậy để mà nụ nó lớn lên các bạn ha. Đó, thấy nè ha, đó, tỉa đi. Đó, mình thấy nụ nó cũng kẹo đặc hết các bạn ha, có nhánh nụ lớn nụ nhỏ, những cái nhánh mà nó ra nó non á thì thường nụ nó nhỏ lắm các bạn. Tỉa cho mình ha, mà chỉ áp dụng đối với những cây mai nụ nhỏ này nha các bạn ha, những cây mai nụ lớn thì không nên tỉa nha các bạn, mình nói các bạn lưu ý điều đó ha. Thì những cây mai mà yếu á, các bạn nên trồng cái chế độ mà thả như thế này nha các bạn ha, mình nói hoài những cây mai mà yếu á, các bạn nên trồng cái chế độ thả như thế này cho mình đi hả. Thì bạn biết á, khi mà cây mai yếu là cây mai thiếu nhựa, mình trồng mình thả ở chế độ như thế này thì nó sẽ có nhiều lá, mà mình biết lá này sẽ quan hợp và hô hấp để tổng hợp lại nhựa rất là nhanh ha. Cây mai mà yếu á, bạn cứ đè mà bạn xả hoài thì không bao giờ nó sung nổi lại các bạn ha, cố gắng điều đó. Rồi thôi, video này mình chỉ chia sẻ những cái vấn đề đó ha, mình nói lại là ha, cái thời điểm tháng 11 này các bạn bón phân á, thì làm ơn á, bón rất là lỏng cho mình, thằng là cưng bón luôn nha các bạn, không bón nha, không bón, bón rất là lỏng cho thằng mình 12 12 17. Mình có video giờ làm rồi đó, thì video này nó hơi dài nên mình không nhắc là chi tiết. Và bứng cây nha, cây phôi thì nên bứng cái cây già lá, lúc già lá không có lá non trò non, mình nói rất là nhiều rồi ha. Và khi ghép mai thì cũng vậy, ghép thì phải nên ghép những cái lúc ha, cây mai nó mình vô chậu phôi nó sẽ sung phát triển như vậy nè, thì để như vậy thì trời hãy ghép các bạn ha, cây phôi mình vô cho nó vô chậu đi, chăm sóc khoảng một năm đi cho nó sung như thế này nè, rồi ghép thì tỷ lệ nó 10 cây ghép chín đủ 10 cây và phát triển sau ghép rất là ok nha các bạn. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng các bạn, bạn hãy thấy hay cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video tiếp theo.